Kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Ở trên tay mình đây là sản phẩm thuốc xịt mũi Benita. Đây là một loại thuốc xịt mũi điều trị hiệu quả những trường hợp bị viêm mũi dị ứng do thời tiết, viêm mũi do vận mạch, điều trị polyp mũi. Vậy thì sản phẩm thuốc xịt mũi Benita là thuốc gì? Và những trường hợp nào sử dụng được, còn những trường hợp nào không sử dụng được và cách sử dụng như thế nào là đúng cách và tốt nhất? Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì mình sẽ có 4 phần chính để gửi tới các bạn như sau. Phần thứ nhất là giới thiệu về thuốc xịt mũi Benita là thuốc gì. Phần thứ hai là chỉ định và chống chỉ định của thuốc. Phần thứ ba là cách dùng và liều dùng. Phần thứ tư là những cảnh báo, những thận trọng khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita. Và trước khi đi vào nội dung chính, mình cũng có đôi lời nhắn nhủ gửi tới quý vị khán giả và các bạn. Xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và các bạn hãy nhớ nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video xuất bản mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào phần thứ nhất là giới thiệu về thuốc xịt mũi Benita là thuốc gì. Benita là một loại thuốc xịt mũi đã được phân liều. Sản phẩm của công ty tập đoàn Merak sản xuất tại Việt Nam. Đây là một thuốc được xếp vào danh mục thuốc kê đơn. Trong thuốc xịt mũi Benita có chứa thành phần hoạt chất chính là budirenosid. Đây là một loại glucocorticoid có tác dụng kháng viêm rất mạnh ở tại chỗ. Cho nên khi sử dụng thuốc Benita xịt vào trong mũi thì nó sẽ có tác dụng trực tiếp và hấp thu trực tiếp ở niêm mạc mũi. Và thời gian xuất hiện tác dụng của thuốc chỉ sau khoảng từ 20 cho tới 30 phút. Thuốc hấp thu và phân bố vào những mô ở trong cơ thể và chuyển hóa ở gan và thải trừ qua nước tiểu. Thuốc xịt mũi Benita thì thông thường được bác sĩ kê đơn và chỉ định sử dụng trong những trường hợp điều trị những tình trạng viêm mũi và chủ yếu là sử dụng cho người lớn. Vậy thì những trường hợp bệnh nào sử dụng được thuốc xịt mũi Benita và những trường hợp nào thì không sử dụng được? Sau đây mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ hai là phần chỉ định và chống chỉ định của thuốc xịt mũi Benita. Thứ nhất là nói về phần chỉ định thì thuốc được chỉ định để điều trị trong những trường hợp bị viêm mũi dị ứng, viêm mũi do tiếp xúc, do thời tiết, do khói bụi môi trường hoặc là viêm mũi do vận mạch. Những trường hợp viêm mũi cấp tính hoặc mãn tính quanh năm theo mùa và có những triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hắt xì hơi và chảy nước mũi. Ngoài ra thuốc còn được chỉ định sử dụng trong những trường hợp để điều trị viêm mũi do rối loạn vận mạch. Và thuốc còn được sử dụng để điều trị dự phòng và ngăn ngừa tái phát polyp mũi sau phẫu thuật và điều trị polyp mũi. Còn chống chỉ định của thuốc xịt mũi Benita là không được sử dụng cho những bệnh nhân có tiền sử dị ứng với budirenosid và những thành phần tá dược có chứa trong thuốc. Thứ hai là thuốc không được sử dụng chỉ định để điều trị trong những trường hợp những bệnh nhân bị nhiễm nấm ở trong mũi hoặc là những trường hợp bị hép ở trong mũi thì cũng không được sử dụng. Tiếp theo mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ ba là cách dùng và liều dùng của thuốc xịt mũi Benita. Cách dùng thuốc xịt mũi Benita là dùng để xịt vào trong lỗ mũi. Các bạn lưu ý là trước khi xịt mũi thì các bạn cần phải vệ sinh mũi sạch sẽ bằng khăn hoặc gạc với nước muối sinh lý. Và trước khi mở nắp của hộp chai thuốc xịt mũi ra thì các bạn cần phải lắc đều chai thuốc lên khoảng từ 5 cho tới 6 lần. Sau đó các bạn mở nắp của hộp chai thuốc ra. Thì ở trong mỗi một chai thuốc đều có một nắp nhựa bảo quản ở trên vòi xịt. Các bạn tháo nắp nhựa này ra. Các bạn lưu ý là lần đầu tiên sử dụng chai thuốc thì các bạn cần phải xịt ở ngoài khoảng không với 2 cho tới 3 lần. Lúc đó thì cái vòi xịt nó mới phun sương ra thì chúng ta mới bắt đầu đưa vào trong mũi để xịt. Các bạn đưa chai thuốc vào trong mũi với chiều thẳng đứng và xịt dứt khoát mỗi bên lỗ mũi một nhịp. Và với liều dùng trung bình thì đối với trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người lớn thì các bạn xịt mỗi một ngày là một lần. Còn đối với những trường hợp bệnh nặng mà là người lớn thì có thể tăng liều xịt lên là mỗi một ngày là 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi nào cần. Đối với liều dùng ở đây thì chỉ mang tính chất tham khảo. Tốt nhất là các bạn nên xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ về liều dùng đối với từng trường hợp bệnh cụ thể. Trong trường hợp mà sử dụng thuốc tối đa tới 7 ngày mà những triệu chứng bệnh chưa thuyên giảm thì các bạn hãy dừng sử dụng thuốc và xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Và cuối cùng thì mình sẽ gửi tới các bạn phần thứ tư là những cảnh báo, những thận trọng khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita. Một cảnh báo thận trọng thứ nhất là nói về vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita. Thì đã có một số những trường hợp có thể gặp những triệu chứng bị kích ứng nhẹ, bị chảy máu cam khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita.
có một số trường hợp gây kích ứng, gây dị ứng, nổi mẩn, ngứa, mày đay. Và có một số rất ít, tức là rất hiếm gặp những trường hợp xảy ra những hiện tượng như là phản ứng hoặc là sốc phản vệ và loét và thủng niêm mạc mũi khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita. Vậy thì trong quá trình sử dụng thuốc, nếu như quý vị và các bạn gặp bất cứ một triệu chứng dị ứng hoặc là một tác dụng phụ không mong muốn nào đó như mình đã nêu ở trên, hoặc là những tác dụng phụ mà mình không nêu ở trên mà các bạn gặp phải, thì các bạn hãy dừng sử dụng thuốc lại và xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Một điều cảnh báo thận trọng thứ hai là thuốc xịt mũi Benita không được sử dụng cho trẻ em dưới 7 tuổi. Và thứ ba là đối với đối tượng phụ nữ có thai và cho con bú, thuốc xịt mũi Benita có đi qua được hàng rào nhau thai và ảnh hưởng tới thai nhi, và có bài tiết qua sữa mẹ ảnh hưởng tới trẻ em bú mẹ. Cho nên đối với đối tượng phụ nữ có thai và cho con bú, các bạn phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sĩ cho đối tượng là phụ nữ có thai và cho con bú. Một điều thận trọng thứ tư là nói về vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita. Các bạn không được sử dụng thuốc xịt mũi Benita đồng thời với thuốc kháng sinh kháng nấm ketoconazole đường uống. Bởi vì khi sử dụng hai loại thuốc đồng thời cùng một lúc thì sẽ làm thay đổi cái tác dụng của thuốc xịt mũi Benita. Tốt nhất là trước khi sử dụng thuốc, các bạn cần phải trình bày với bác sĩ và dược sĩ về những loại thuốc mà các bạn đang sử dụng để xin tư vấn về vấn đề sử dụng thuốc xịt mũi Benita đồng thời cùng với những loại thuốc khác để tránh gây tương tác thuốc. Một thận trọng thứ 5 là thuốc xịt mũi Benita không gây ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc, cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây cũng chính là một ưu điểm của thuốc xịt mũi Benita trong những trường hợp các bạn mắc những triệu chứng bệnh lý về viêm mũi, sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi. Nếu như các bạn sử dụng những loại thuốc đường uống để điều trị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi thì thông thường hay có một cái tác dụng phụ là gây buồn ngủ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc. Vậy thì sử dụng thuốc xịt mũi Benita là rất phù hợp cho những đối tượng lái xe và vận hành máy móc. Khi sử dụng thuốc xịt mũi Benita, các bạn cần phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng thuốc của dược sĩ về cách dùng và liều dùng và thời gian sử dụng thuốc để mang lại được những hiệu quả điều trị bệnh cao nhất và an toàn cho sức khỏe. Và một điều lưu ý cuối cùng là về vấn đề lưu ý khi mua và cách bảo quản thuốc xịt mũi Benita. Quý vị và các bạn hãy mua thuốc ở những nhà thuốc, những quầy thuốc ở trên cả nước thì có bán. Và khi mua thì cũng giống như nhiều những sản phẩm khác, các bạn cần phải kiểm tra hạn sử dụng của thuốc. Các bạn không nên mua những lọ thuốc mà đã gần hết hạn sử dụng và tuyệt đối không sử dụng thuốc đã hết hạn sử dụng. Và trong quá trình sử dụng thuốc xịt mũi Benita thì các bạn cần phải bảo quản thuốc ở trong nhiệt độ phòng, mát mẻ, tránh ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào thuốc. Các bạn cần phải bảo quản thuốc ở trong chiều thẳng đứng, tức là để trên mặt bàn phẳng, không nên để thuốc nằm nghiêng, và bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Trên đây thì mình đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thuốc xịt mũi Benita để gửi tới quý vị khán giả và các bạn. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi, những thắc mắc về sản phẩm thuốc xịt mũi Benita, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này hoặc là liên hệ trực tiếp vào điện thoại hoặc Zalo cho mình. Mình sẽ tư vấn và giải đáp giúp cho quý vị và các bạn đối với từng trường hợp cụ thể khác nhau. Phần trình bày của mình hôm nay tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.